chào các cụ nhá. Trời vừa tạnh mưa xong, đen mới chép ăn như chết đói các cụ ạ. Đây ổ này chỉ được có 10 phút thôi làm hai con. Ổ này chỉ trần nó 10 phút thôi các cụ ạ. Một đen một chép luôn. Trong vòng một lốt nhạc. Đây nhá. Anh ấy vừa ấy, mưa thì vào trong nhà. Ra phát là một ui con chép này to thế. Ui giời. Con chép này to lắm. Ui con chép này phải 7 cân. Ôi đây, vừa mới xong đây còn báo cá luôn này. Anh Hưng đến từ Hưng Yên nhá. Ui đen rồi, giật đầu cần kìa. Anh à, cước đâu lắm này. Chào cụ nhá, đây đây. Ăn như chết đói vẫn là có thật, tạnh mưa xong. Hồ em lúc nào cứ mưa xong là các cụ tha hồ giật. Anh giật trượt mấy cái rồi mà. Vừa em nhìn anh giật trượt mấy cái liền các cụ ạ. Ui đen rồi, ơ anh Kiên ơi. Anh Kiên khi sang gần bên anh rồi đấy. Không cần đâu anh. Sang gần bên anh Kiên rồi sao ấy. To lắm các cụ ạ, đen nhá. Cần cần này cần bê ở cong lắm. Đen ăn như chết đói vẫn là có thật các cụ ạ. Còn đâu ổ bên này trần có 10 phút bắt một đen một chép. Còn đây anh Hưng giật đến 4 cái bông, cái thứ 5 mới dính đây. To lắm. Cần cong vút các cụ ạ, phê không? Mình thèm cảm giác dòng cá mà mãi không được dòng. Nhìn nghĩ cũng thấy cay. Mãi không được dòng cá. To lắm, giật đầu cần nhá. Cứ mưa xong ấy ăn như chết đói. Ấy, ui nhìn đầu cần, các cụ nhìn đầu cần nó giật này. Nó quay đầu cần nó các cụ xem. Đây đang bảy cá. Ấy, chưa giật hết giật đầu cần rồi. Ấy, vẫn cứ giật đầu cần nhá. Dạ. Gần góc kia mấy giờ về? Cháu không biết được đội Hải Phòng đấy vừa bảo là trưa nhưng trưa lại ngồi bảo sáng mai, chưa biết bao giờ về. Kia đầy chỗ về kìa, đấy chỗ đấy hôm nay là 11 con đấy. Ổ đấy lên 11 con liền, chỗ nhiều ghế kìa. Hồ này cá thì không hết, ông cứ ngồi lúc tí lại có đàn 11 con nữa vào cho ông. Đây nhá cụ ơi, anh Hưng đến từ Kinh Môn. Bên kia là anh Kiên, được hai con rồi. Chỉ mưa xong cái là đi ăn ngay, sợ thật. Thế mà nhiều người lại bỏ về. Ca sĩ anh Thơ đâu rồi? Đen rồi. Đen to các cụ ạ. Con đen trên kia phải 10 cân. Con đen này yếu hơn rồi, con này không được 10 cân rồi. Cần cong vút nhá. Vẫn xà lắm, vẫn chưa vào đây được. Ổ anh Kiện đang quấn mà. Hai ổ đều đang quấn nhá các cụ nhá. Cứ mưa xong là ăn. Vừa nãy mưa to lắm, tạnh mưa phát ra ai cũng được giật. Thế mà đúng lúc kia thì anh Lộc lại về nhỉ. Để chia sẻ lên câu cục bộ phản lại nào. Mưa xong ăn như chết đói. Úi à, đấy à? Đấy là con khác thả ổ chứ. Ui, đây nhá, con này đang dòng một con nữa đã thả ổ rồi. Cá lại quấn ổ rồi. Em chào anh Nguyễn Dân. Đội Hải Phòng được 11 con mà. Còn đâu em không biết là chú Phan hình như vẫn ngồi thôi. Đội kia là đội chú Huy, Huy Điện. Anh Nguyễn Dân là đội chú Huy Điện được 11 con. Cá đen lẫn chép lẫn chấm trắng lẫn trôi. Đội bên đấy mình được 11 con. Đây là ổ này thì cứ mưa xong phát bắt đầu là giật liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ mới chạm. Tám mét đánh được mà.
Hãi, nhưng mà đội Hải Phòng hôm nay đánh ở dưới đấy 8 mét rưỡi nước thì chả được 11 con rồi. Nghe 8 mét thì hãi thật nhưng mà ăn lắm. Ôi chép, khiếp, con chép mà nó chạy như hơn cả chấm đen. Em cứ tưởng chấm đen, chép các cô ạ, chạy hơn cả chấm đen mà dòng lâu thế. Chép, chép 7 cân. Ngang đuôi đâu, đóng đúng vào lỗ đít. Lỗ đít. Con này phải 7 cân. Chép các cụ ạ. Thế mà có sợ bong không? Không. Vặt được không? Ui, lại đầu lại quay bên kia rồi. Rồi, bong rồi nhá cụ nhá. Vừa livestream một tay livestream một tay vẫn vợt được. Như chép đồng hồ là có thật. Vàng ươm. Đây cho các cụ xem. Ui, con này dài ngon lắm. Con này ngon với con em xích. Con này chỉ 5 cân thôi, 4 cân rưỡi. Ui con này, thế mà nó chạy em cứ tưởng anh dòng chấm đen. Một con nữa vẫn thầu ấy nhanh lên anh. Em giữ cho. Ném ra ổ trước hay là xích? Anh Tú ơi, ăn như chết đói anh Tú ạ. Anh Kiên nhỉ. Mưa xong phát hai em. Chỉ 10 phút rồi, một đen một chép. Ổ này giật 5 cái liền. Hả? Tí sát vào ngọn đầu cần nhá. Em chào cả nhà nhá. Em dừng livestream này, con chép này dài lắm. Con chép này chắc anh không bán đâu. Có bán không anh? Con này ngon thật. Video gì anh ơi? Anh ơi video gì anh? Vâng. Mưa xong ăn mạnh lắm anh Tú ạ. Em thấy ai cũng lên hàng rồi. Con này chỉ 4 cân rưỡi 5 cân nhưng mà nó dài như cái bơm. Mà không có tí bụng nào con đực cái sao cũng chừng ngon lắm. Con này ngon như con mình xích mà 1 triệu không bán ấy. Có người gạ triệu bán đâu. Ui máu màng phòi rồi Thánh. Xích không chuyên nghiệp tí nào. Thôi tiễn cháu lên đường thôi. Này này, hai một phát hai con luôn. Lấy chủ quá xe đi. Em live stream ngày làm trả live stream anh ạ. Anh cứ chia sẻ live stream em được xin video làm gì hả anh? Không không anh ơi.